Hai mọi người, hôm nay mình làm clip này để trả lời câu hỏi cho clip lần trước mình đã hỏi mọi người liên quan đến topic gender equality. Đó là tại sao cái từ equal opportunity đây bên tay trái thì lại được viết lại thành equality of opportunity mà không phải là opportunity of equality. Đấy. Thì câu trả lời đó là nó không liên quan đến cái nghĩa này. Nếu mà bạn cố gắng dịch cái nghĩa của equality of opportunity ra tiếng Việt, đấy, hoặc opportunity of equality ra tiếng Việt, thì bạn sẽ thấy rằng ở tiếng Việt nó hai cái nghĩa này gần như là như nhau. Đấy, nó không, các bạn cũng sẽ không hiểu được nó khác nhau chỗ nào. Đấy, vì vậy các bạn không đi theo hướng dịch ra tiếng Việt, mà ở đây nó liên quan đến ngữ pháp của tiếng Anh. Ngữ pháp đấy là gì? Đó chính là nominalization. Mình đọc nhầm á, nominalization. Đấy. Nominalization có nghĩa là danh từ hóa. Đấy. Thì cái danh từ hóa này là một trong những cái grammar của Writing AL, có ở trong sách Grammar for Writing. Thì mình sau này mình sẽ làm một clip nói về cái đấy. Hiện tại thì mình sẽ chỉ nói qua thôi. Đó. Thì cái danh từ hóa này mục đích là gì? Mục đích là biến cái câu nó trở nên formal hơn, ấy, nó trang trọng hơn trong văn viết, bằng cách chuyển động từ hoặc tính từ của câu đấy sang danh từ. Đấy. Thì mình sẽ áp dụng nó vào đây để giải thích cho mọi người. Đó là equal opportunity. Đấy. Thì viết lại, chúng ta có thể viết lại, đó là chính là opportunity is equality. Equal. Đấy. Chúng ta có thể viết lại được câu như là như thế. Hai cái câu này là giống nhau. Đấy, opportunity is equal. Và từ cái câu này, cái opportunity is equal, nó là một câu ấy, thì chúng ta sẽ chuyển cái từ equal này thành danh từ, đó là equality of opportunity. Đấy. Thì đó là lý do, nguyên nhân tại sao là chúng ta lại viết được cái equal opportunity thành equality of opportunity. Đấy. Nó có cách giải thích là như thế. Vậy thì trong khi viết writing ấy, đấy, hai cái từ này được viết như nhau đúng không? Thì chúng ta nên chọn từ nào? Đấy, câu hỏi đó là chúng ta nên chọn từ nào để viết, hay là cả hai đều được? Thì câu trả lời ấy, khi mà viết writing chúng ta nên chọn cái cụm từ equality of opportunity để viết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn viết cái cụm từ này, bạn sẽ ăn được điểm grammar. Grammar ở đây là nominalization và điểm formal. Vì vậy
Mình khuyên các bạn là khi mà bạn viết, các bạn nên chọn viết cái cụm từ này thay cho cái cụm từ này. Được chưa? Đấy. Vậy tóm lại của clip này là gì? Tóm lại của clip này, chúng ta có hai vấn đề. Một là mình đã giải thích cho mọi người được vì sao equal opportunity lại viết thành equality of opportunity. Và thứ hai đó là giữa hai từ equal opportunity và equality of opportunity thì chúng ta nên chọn viết cái từ equality of opportunity, bởi vì nó ăn được điểm ngữ pháp và mang sự trang trọng lịch sự trong writing. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.